Xin chào tất cả các chị đã quay trở lại với clip mới của shop em. Một mẫu đầm body phải nói là cực kỳ sang các chị ơi, như một siêu phẩm. Đầm body em đang mặc trên người là form đuôi cá nha các chị nha. Ôm vô người sau đó là sẽ có phần đuôi cá phía dưới đây. Và điểm nhấn đặc biệt của cái đầm này đó chính là cái phần nơ. Thì phần nơ sẽ có một cái phần nơ ngay eo giúp cho các chị có thể là che được khuyết điểm cái vòng hai của mình. Những chị nào có vòng hai không được thon gọn thì mình mặc cái mẫu này vô nhìn nó che hết khuyết điểm luôn nha. Và cái chất liệu vải là bằng vải von phối với lại vải cô tông co giãn cực kỳ mạnh cho các chị luôn. Phần tay sẽ có hơi nét cổ điển tại vì nó phồng nhẹ các chị ơi, mình mặc vô nhìn rất là xinh, che được bắp tay cho các chị luôn ha. Và cổ viền tròn cho mình, chất vải mặc rất là mát với lại là có co giãn cực kỳ tốt nữa các chị. Và đầm này sẽ có size cho mọi người và có tổng cộng là 3 màu. Bây giờ chắc là em chuyển sang những cái màu khác cho các chị coi luôn là kiểu đầm này gồm những cái màu như thế nào nha. Rồi đợi em một tí xíu ha các chị ha. Rồi đó các chị ơi, màu sắc thứ hai đây rất là xinh đẹp đúng không các chị ơi. Màu đầu tiên là một màu nhẹ nhàng rồi thì màu này là một cái tông màu xanh vô cùng là mắt luôn. Như lúc nãy em nói với các chị là nó sẽ gồm có tổng cộng là 3 màu. Nhưng mà bây giờ em mới coi lại thì nó có tổng cộng 4 màu là các chị ơi. Và màu này màu thứ hai rồi. Em xoay một vòng cho các chị coi màu xanh nha. Màu xanh thì em nghĩ các chị mặc, các chị nào thích những cái phong cách hơi nhẹ nhàng một tí xíu thì mặc cái màu này vô, vừa trắng da nè, vừa dễ thương, rất là trẻ trung và cái form body rất là sự luôn các chị. Vẫn thiết kế tay phồng và sẽ có đuôi cá ở đây và có một cái nơ lớn ở đây cho mọi người. Và cái chất vải co giãn thoải mái cực kỳ. Bây giờ em sẽ chuyển sang hai cái màu còn lại cuối cùng cho các chị coi thử là tổng cộng 4 màu của nó là gồm những màu nào và màu nào đẹp nhất nha. Màu sắc cuối cùng đây các chị ơi, màu trắng phải nói là cực kỳ sang trọng luôn. Các chị có thể mặc đi tiệc, đi chơi đều được hết ha. Màu trắng thì em thấy rất là nổi bật, tuy không phải là một cái tông màu sáng quá chói như màu đỏ, màu xanh, màu vàng, nhưng mà vẫn rất là thu hút và ánh nhìn. Tại vì màu trắng thì cái màu truyền thống đó giờ được các chị. Ba màu để cho em mặc cho các chị xem, màu hồng, màu đen và màu trắng. Tông màu nào cũng đẹp hết, mỗi màu đều có một cái ưu điểm riêng ha các chị ha. Và màu trắng thiết kế vẫn giống như hai màu đầu tiên, là form body qua gối và sẽ là đuôi cá phía dưới. Có một cái nơ ở đây che bụng cho mọi người. Và cái phần tay thì là sẽ tay phồng phối lưới cho các chị nha. Mặc rất là xinh ha mọi người ha. Ba màu chị nào ưng màu nào gửi ngay mã sản phẩm với số điện thoại cho em màu đó nha. Rồi xoay một vòng cho các chị coi lại màu trắng nè, rất xinh đẹp. Rồi mã sản phẩm em để ngay bên dưới clip đây. Và các chị đừng quên đặt hàng trên nguồn hàng quảngchau.com. Bên em sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc cho tất cả các chị ha. Bây giờ mọi người bấm clip tiếp theo để xem nha. Và đây các chị ơi, màu sắc tiếp theo là một cái tông màu tối dành cho những chị nào không tự tin và mình mặc những cái màu sáng á, sợ lộ khuyết điểm nhiều thì chúng ta có thể chọn màu tối là màu đen nó mặc trên người đây. Mình có thể phối với lại bất kỳ phụ kiện nào cũng được các chị, tại vì màu đen cho nên em thấy rất là dễ phối và mặc vô nhìn cực kỳ gọn luôn, nhìn như là ốm với vài ký và các chị. Và đặc cái điểm đặc biệt của cái đầm này thì lúc nãy em có nói với các chị rồi là màu sáng hay là màu tối gì thì nó cũng có thể che được bụng hết cho các chị luôn đây, tại vì nó có cái phần nơ ngay eo nè.